Rồi chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ 40 chiều Trung Thu nè. Chỗ này là đền thờ liệt sĩ Mỏ Cày Nam á. Trung Thu năm nay nghe nói là sẽ không có đi diễu hành, chỉ tổ chức ở đây thôi. Rồi xong ở đây thì giải tán, không có đi giống năm rồi. Không biết hội có đi hay không nữa. Đại diện cho các đơn vị đồng hành. Và sau đây, chương trình đêm hội trăng rằm năm 2024 của đơn vị thị trấn Mỏ Cày xin được phép bắt đầu. Trời mưa chảy tán loạn hết. Năm nay Trung Thu mưa hả? Chạy vô đây đục mưa. Không được.
có người ta về rồi á. Chạy ra rồi chạy vô nữa. Hôm nay là cái lần đầu tiên mà trùng thu trời mưa. Mấy năm trước là gần như không có năm nào mưa. Giờ chắc em cũng về luôn á. Trời mưa, nói chung ta về bớt rồi. Còn tối nay là có đi hay không á thì em quay sau á. Đi thì cũng dạng đi tự phát thôi, chứ năm nay là dạng không có tổ chức. Đậu xe, gửi xe bên kia, bên quỹ ban thị trấn. Nếu tối nay có đi diễu hành thì em sẽ quay tiếp, còn không thì cái clip này kết thúc ở đây. Trời bớt bớt mưa ta ra đó lại.